Thưa quý khán giả, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang phát triển nhanh chóng mạnh mẽ trên các lĩnh vực và ở nhiều địa phương của nước ta. Và tại thành phố Cần Thơ, thì mối quan hệ về hợp tác đầu tư thương mại và ngoại giao nhân dân giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng có nhiều kết quả đáng quý. Nhật Bản hiện đứng đầu trong số 22 quốc gia dùng lãnh thổ tham gia đầu tư trực tiếp tại Cần Thơ với 6 dự án FDI tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1 tỷ 350 triệu đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực như điện, công nghệ thông tin, may mặc, máy móc, thiết bị, thực phẩm. Đặc biệt, Tổ công tác Nhật Bản tại Cần Thơ được thành lập đã triển khai các hoạt động thúc đẩy thu hút đầu tư với các đối tác Nhật Bản đang quan tâm tìm hiểu môi trường đầu tư tại Cần Thơ. Cùng với đầu tư hoạt động xuất nhập khẩu của Cần Thơ với thị trường Nhật Bản cũng đạt nhiều kết quả khích lệ với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng qua từng năm không chỉ về mặt kinh tế, thời gian qua, Nhật Bản cũng đã tài trợ và dự kiến sẽ tiếp tục tài trợ nhiều dự án giao thông quan trọng, góp phần kết nối thành phố Cần Thơ với các địa phương lân cận. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ đã ký kết thỏa thuận với nhiều địa phương của Nhật Bản, qua đó gắn kết thêm tình hữu nghị, tinh thần hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương. Thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường các giải pháp để thu hút đầu tư từ Nhật Bản, cũng như kết nối xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Cần Thơ sang nước này. Đặc biệt là giới thiệu kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng của Nhật Bản nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp hữu nghiệp Việt Nam-Nhật Bản thuộc khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cai Răng.